Rồi xin chào các bạn, hôm nay mình xin đến các bạn cái sơ bộ phần cài đặt của một cái điện thoại Samsung nha các bạn. Thì đầu tiên cái phần kết nối, thì kết nối mình chỉ quan trọng là cái dạng mà wifi đó các bạn. Đó, wifi thì nó có nhiều phải không, có nhiều cái dạng wifi đó. Thì muốn kết nối nào kết nối Bluetooth, NFC, thanh toán chế độ máy bay, sử dụng liệu, quản lý SIM. Chia sẻ kết nối thì chia sẻ kết nối là khi mà các bạn muốn share cái mạng di động cho mình, cho người khác á, sử dụng để tạo thành một điểm truy cập internet bình thường, là các bạn phát wifi cho người ta xài đó. Rồi các kết nối khác đây, rồi các bạn tắt này cho tiết kiệm pin. Rồi tiếp theo âm thanh và rung, ba chế độ âm thanh, rung và tắt âm đó. Tắt âm tạm thời, nhạc chuông thì các bạn tùy chọn qua hai sim nha. Rồi chế độ âm lượng, âm lượng các bạn sao các bạn chỉnh này, nhạc chuông media là giống như các bạn bật YouTube này nọ đó. Rồi thông báo và hệ thống thì khi mà các bạn bật tắt âm thì nói chung là những cái đó thì nó không có được mở. Cường độ rung thì các bạn nè, cuộc gọi đến, thông báo trong điện thoại, tương tác chạm là khi mà các bạn chạm vào điện thoại hoặc khi các bạn mà coi như là nhắn tin á thì nó sẽ rung. Thì nói chung các bạn nên hạn chế những cái chế độ rung này, biết sao các bạn, nó rất là tốn pin, thà các bạn để có tiếng thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn đó. Rồi điều khiển rung, hệ thống âm thanh đó, tương tác chạm tắt nè, khóa mở màn hình có rung không, sạc pin, bàn phím quay số, bàn phím Samsung, các bạn tắt máy này đi khỏi rung gì trên, rung nó tốn pin dữ lắm. Rồi các bạn tắt nha. Rồi tiếp theo đó mình tới phần thông báo đó. Thông báo thì các bạn xem phần thông báo nè, các bạn nào muốn mà không có thông báo thì các bạn tắt hết. Rồi ở dưới đây là cho những cái chế độ này thông báo, nếu mà các bạn không muốn một cái ứng dụng nào đó mà thông báo mà về thông báo trên màn hình các bạn tắt hết đó, không làm phiền. Rồi tiếp theo đó màn hình, về màn hình là quan trọng, bật độ sáng tương thích, đây là cái chế độ mà nó sẽ chỉnh cái độ sáng tương thích so với cái ánh nắng mà hiện tại các bạn đang sử dụng. Rồi cái này các bạn tự động bằng thì chỉnh này, sáng tối đa, tối thui, vừa. Nhưng mà các bạn bật cái này á, thì giống như trời tối thì tự động là nó sẽ hạ độ sáng xuống cho thích hợp. Lọc ánh sáng xanh, đó là lọc ánh sáng xanh, thì các bạn bật á thì các bạn thấy nó chuyển giống như nó bị hơi ám vàng chút xíu các bạn, thì nó sẽ tốt cho con mắt của bạn. Chế độ tối là chế độ ban đêm mà, nhưng mà nói chung chưa tối thì thôi, tối ưu hiển thị đó. Thì các bạn giống như các bạn nếu mà muốn tiết kiệm pin á, các bạn bấm phần cơ bản thôi được rồi, hoặc là tối ưu hiển thị cũng được, nếu mà hao pin quá thì cơ bản. Cỡ phone và kiểu phone là mặc định đó, là cái dạng tiếng Việt các bạn. Rồi cỡ phone là cái dạng chữ lớn chữ nhỏ này, các bạn thấy không, vừa thôi. Nếu mà các bạn mà dạng có mua máy này cho cô bác lớn tuổi thì các bạn cứ chỉnh tối đa vậy nè, cho ba mẹ hay cô bác thì mình mắt cận mắt kém á thì người ta sẽ thấy đường hơn, vậy nó dễ hơn. Rồi thu phóng màn hình đó thì nó sẽ bự hơn, nhưng mà nói chung là thì cũng giống như cái vụ cỡ phone thôi. Còn độ phân giải màn hình thì các bạn nè, ở đây nó rất là cao, WQHD luôn nè, mình chọn chế độ HD LED thôi, được HD cộng được rồi. Bạn chọn cái nào thì bạn bấm áp dụng đó, nói chung là mình bình thường thôi được rồi. Bạn nào mà xem phim hay là cần mà như dung lượng cao cho nó sắc nét thì bạn chọn. Thôi thời gian sáng màn hình, thời gian sáng màn hình là khi mà các bạn không có đụng màn hình mà nó vẫn sáng á, thì các bạn chọn là khi như các bạn buông điện thoại ra như vậy nè mà nó vẫn sáng thì các bạn chọn, tùy các bạn chọn, người chọn 2 phút, người chọn 5 phút, tùy. Màn hình chờ nó chính là chế độ khi mà cái màn hình nó nghỉ ngơi thì nó sẽ hiển thị cái gì đó thì các bạn sẽ chọn đó. Rồi màn hình cạnh ở bên đây nè, thanh điều hướng ở dưới đây, bảo vệ tránh chạm vô tình nếu như bạn bỏ trong túi quần mà như khi nó chạm nó nghĩ là có cái tay bạn chạm á, độ nhạy cảm ứng. Rồi các bạn ấy màn hình bảo vệ thì các bạn hoặc là màu sắc hoặc là không dùng. Rồi thêm màn hình khóa thì các bạn có thể là chọn chế độ kiểu khóa màn hình nè, là gồm vuốt mẫu hình là các bạn vẽ đó, rồi chế độ pin mật mã đó, rồi quét thông minh thì các bạn có thể là ép khuôn mặt các bạn vô móng mắt hoặc là vân tay. Nhưng mà theo mình khuyên thì các bạn nên dùng móng mắt với lại khuôn mặt các bạn thì nó sẽ nhạy hơn nhiều. Rồi kiểu đồng hồ đó, thông tin danh bạ, thông báo, đây là những cái cơ bản thôi. Sinh trắc học thì các bạn nên chọn cái phần quét thông minh này các bạn, thì nó sẽ áp dụng hình như là hai cái là gồm nhận diện khuôn mặt với là cái móng mắt đó. Rồi riêng tư là các bạn như là các bạn quản lý quyền của các cái ứng dụng, tài khoản sao lưu, thì cái tài khoản sao lưu này gồm cái Samsung Cloud là giống như là iCloud của thằng iPhone đó bạn. Rồi MacBook là giống như các bạn khi mà các bạn mua một cái điện thoại Samsung khác, nhất là những cái điện thoại mà như cái dạng mà bên Android á, thì nó sẽ hỗ trợ là chuyển cái thông tin danh bạ, rồi những cái tin nhắn này nọ mà chuyển hết của bạn cái điện thoại mới, thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian rất là nhiều khi mà các bạn mua một cái điện thoại mới. Rồi Google thì các bạn phải đăng nhập cái tài khoản Google bằng vô thì nó sẽ sao lưu cái danh bạ, cái ghi chú, những cái thông tin liên quan khác mà trên cái Google của bạn, Google Drive này nọ. Tính năng nâng cao, chuyển động chế độ một tay. Rồi đây phím PC này nọ, đây nói chung là rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Rồi các bạn quan tâm một số cái thôi được rồi. Rồi pin đó, chế độ pin bạn tìm bấm vô pin đó,
chế độ pin là mật đã tối ưu nha. Phần lưu trữ thì cái này là điện thoại 256GB, thì nội mà cái bộ nhớ máy thôi đã hết 29GB, gần 30GB các bạn. Rồi bộ nhớ, nó bộ nhớ thì bạn sẽ kiểm tra, nếu mà nên nó nhiều quá thì các bạn bấm dọn ngay thì nó sẽ tự động nó dọn dẹp, như dọn dẹp phần RAM các bạn, thì nó sẽ là khiến cái máy mà nó mượt hơn đó. Đó 100% điều tốt rồi. Ok nè, bộ nhớ nè, bộ nhớ máy này 6GB là cũng khá là mạnh nha các bạn, khá là mạnh, khá là ok. Máy này thì mình mua cho đứa em mình thì xài chung cũng bình thường thôi, chứ không phải là chơi game gì mà cũng không chả cần mà ấy, chả cần mà nhiều ngôn ngữ thì các bạn hãy tải bằng tiếng gì khác, tốc độ con trỏ đó, ngôn ngữ thì các bạn chọn tiếng Việt. Rồi bắt đầu rồi, đây phần hỗ trợ, phần hỗ trợ này quan trọng lắm bạn nè các bạn nè, đó tương tác và thao tác đây. Menu hỗ trợ đây bạn, bạn tắt nè. Menu hỗ trợ các bạn biết là gì không? Menu hỗ trợ là cái đây, tương tác và thao tác nè. Menu hỗ trợ công tắc đa năng là cái cục này nữa các bạn nè, cái cục này nè, cái cục này là cái cục tắt mở rồi trang chính, tự chỉnh âm lượng. Các bạn hãy vô phần cài đặt menu để các bạn chọn lại là coi như là chính sao vậy đó. Thứ tự này nọ, rồi thông tin liên lạc, thông tin hỗ trợ là cái phiên bản của mình, liên hệ chúng tôi. Rồi sau đây là tất cả những cái khái quát sơ bộ về cái phần cài đặt của trong một cái điện thoại Samsung nói riêng và Android nói chung thì nó cũng chả khác gì nhiều. Rồi xin chào và xin hẹn lại các bạn, nếu mà các bạn có bất kỳ ý kiến nào các bạn vui lòng comment ở dưới video cho mình biết nha. Rồi bye bye các bạn.